James Dean, tài tử vắng số của Hollywood và màn tái xuất bất ngờ. James Dean được xem như một kỳ tài của Hollywood với ngoại hình điển trai và sức lôi cuốn mạnh mẽ. Thật đáng tiếc khi nam tài tử đã kết thúc cuộc đời ở tuổi 24 vì một tai nạn bất ngờ. Dù gia tài phim ảnh chỉ gói gọn trong 3 bộ phim, nhưng James Dean lại sở hữu đến 2 đề cử Oscar và cả 2 đề cử đều đến khi ông đã ra đi. Bất ngờ hơn là năm 2019, hãng phim Magic City thông báo nam diễn viên quá cố sẽ tái xuất trong một bộ phim mới. Tài tử sáng giá của Hollywood. James Baldwin Dean sinh ngày 8 tháng 2 năm 1931 ở bang Indiana của Mỹ. Sau đó cả gia đình chuyển đến California. Từ nhỏ James Dean đã bộc lộ niềm đam mê và năng khiếu nghệ thuật. Ông có thể chơi violin, nhảy tap dance và điêu khắc. Năm 1949, James Dean đăng ký lớp cao đẳng tại trường đại học California. Nhưng khi đó, một giáo viên môn kịch đã đề nghị ông đến New York để phát triển sự nghiệp nghệ thuật. James làm theo lời khuyên và đã đến New York vào năm 1951 để học diễn xuất dưới sự chỉ đạo của đạo diễn nổi tiếng Lee Strasberg. Vài năm sau, ông đã định hình được phong cách riêng biệt và giành được nhiều vai diễn hấp dẫn trên sóng truyền hình cũng như sân khấu Broadway. Trước khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, James từng tham gia một vài show truyền hình như Family Theater, The Bigelow Theater hay You Are There. Dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của James Dean xuất hiện vào năm 1955 khi ông tham gia bộ phim East of Eden, phía đông vườn địa đàng của đạo diễn Elia Kazan, phỏng theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn John Steinbeck. Trong phim, James Dean thủ vai Caleb Trask. Sự thể hiện của nam tài tử trong bộ phim này được đánh giá cao khi ông bộc lộ được sự bất cần, ngông nghênh của thế hệ thanh niên Mỹ vào thập niên 50. Nhiều nhà phê bình và cả công chúng tin rằng James Dean là một cái tên sáng giá hàng đầu trong tương lai. Cũng trong năm 1955, James tham gia đóng chiếm trong phim Rebel Without a Cause, nổi loạn vô cớ của đạo diễn Nicholas Ray và phim Giant, người khổng lồ của đạo diễn George Stevens. Hai bộ này cùng với bộ East of Eden trước đó đều được Viện Phim Mỹ xếp vào danh sách 400 phim Mỹ hay nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, nam diễn viên chỉ có cơ hội được xem trọn vẹn bộ East of Eden. Ngôi sao vụt tắt vì tai nạn thảm khốc. Trên thực tế, ngoài diễn xuất, James Dean còn có một đam mê khác, đó là đua xe. Ông từng sở hữu rất nhiều chiếc chiến xa thượng hạng khác nhau, như một chiếc xe máy Triumph Tiger T110, một chiếc ô tô đua hiệu MGTD đời 1953. Thậm chí, trước ngày bấm máy cho phim Rebel Without a Cause, James Dean còn tham gia một cuộc đua trên chiếc xe Porsche Spitzer 23F của mình. Không dừng lại ở đó, nam diễn viên tiếp tục ghi danh tại một số cuộc đua xe khác. Đam mê của James Dean lớn đến nỗi phía Warner Bros. Entertainment Inc. phải cấm ông tham dự toàn bộ hoạt động liên quan đến đua xe trong quá trình quay phim Giants. Nhưng ngay khi lệnh cấm hết hiệu lực, James Dean đã đổi ngay chiếc Porsche Spitzer 23F để tậu về con xe Porsche 550 Spyder đời 1955. Tuy nhiên là chiếc Porsche này nhanh và mạnh hơn đời xe cũ rất nhiều. Phấn khởi trước món hàng mới, ông quyết định mang chiếc xe này tham dự cuộc đua Salinas tại bang California của Mỹ. Nam diễn viên không thể ngờ được rằng cuộc đời mình cũng kết thúc cùng với chiếc xe này. Ngày 30 tháng 9 năm 1955, khi đang cùng thợ máy Ralph Wooteridge lái xe đến tham gia giải đua Salinas, James Dean đã gặp tai nạn. Chiếc Porsche 550 Spyder của nam diễn viên đâm trực diện vào một xe Ford đi ngược chiều, nhưng lấn làn. Hậu quả là James Dean bỏ mạng ngay tại chỗ. Khi đó, ông mới vừa bước qua tuổi 24. Về phần chiếc xe, mặc dù đã bị vỡ nát, nhưng một số bộ phận của nó vẫn được thu nhặt và bán lại. Điều kỳ lạ là những tai họa bất ngờ lại giáng xuống những chủ sở hữu tiếp theo. Một bác sĩ thiệt mạng trong lần đầu tiên lái chiếc ô tô có gắn động cơ cũ của chiếc xe này. Một người khác bị thương sau khi hai lốp xe bị nổ. Và hai lốp này cũng thuộc về chiếc Porsche 550 Spyder. Ngoài ra còn có một người lái xe tải qua đời trong lúc vận chuyển khung xe cũ của chiếc xe này. Đến nay, những bí ẩn xoay quanh vụ tai nạn vẫn chưa được lý giải thuyết phục.
Qua đời quá sớm nên sự nghiệp của James Dean chỉ gói gọn trong 3 bộ phim, thậm chí phim Giant khi đó còn chưa quay xong. Thời điểm đó, thông tin về cái chết của nam diễn viên được lan truyền rộng rãi trên toàn nước Mỹ. Khán giả đã đổ xô đi xem Rebel Without a Cause và cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho một tài năng Hollywood. James Dean trở thành diễn viên đầu tiên được nhận 2 đề cử giải Oscar sau khi qua đời. Năm 1956, ông được đề cử nhờ vai diễn trong East of Eden. Sang đến 1957, nam tài tử lại một lần nữa có cơ hội sở hữu tượng vàng nhờ màn thể hiện trong Giant. Năm 1999, Viện Phim Mỹ bình chọn ông đứng thứ 18 trong số những ngôi sao nam xuất sắc nhất của thời đại hoàng kim Hollywood. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nha. Tái xuất trong phim mới dù đã qua đời hơn 60 năm. Ngày 7 tháng 11 năm 2019, Reuters cho biết hãng Magic City Films vừa xác nhận đơn vị này đã có được quyền tái tạo kỹ thuật số nam diễn viên quá cố James Dean, một trong những tượng đài của điện ảnh Hollywood. Tài tử sinh năm 1931 sẽ xuất hiện trong một tác phẩm hành động có tên Finding Jack của đạo diễn Anton Ernst. Theo đó, James Dean sẽ được tái sinh từ những bức ảnh, băng ghi hình cũ kết hợp cùng công nghệ máy tính chiếu lên diễn viên đóng thế. Nhà sản xuất cũng tìm kiếm diễn viên lồng tiếng phù hợp để truyền tải nhân vật do James Dean đảm nhiệm một cách chân thực nhất. Finding Jack được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Gareth Crocker xuất bản năm 2008. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện hơn 10.000 chú chó quân sự Mỹ bị bỏ rơi khi chiến tranh ở Việt Nam đang đi dần đến hồi kết. Trong phim, James Dean sẽ đóng một trong hai nhân vật chính. Hãng phim cho biết họ đã tìm kiếm và nghiên cứu nhiều tháng trời để tìm ra diễn viên tốt nhất. Sau thời gian dài cân nhắc, nhà sản xuất quyết định chọn cố nghệ sĩ với lý do không ai có thể phù hợp hơn. Nhiều người bày tỏ sự vui mừng bởi đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ quá cố tham gia đóng phim. Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến là phản đối. Tài tử Chris Evans gọi đây là kế hoạch thiếu tôn trọng và sai lầm. Nam diễn viên mỉa mai trên Twitter. Thật tệ mà, có lẽ sẽ đến lúc người ta dùng máy tính để vẽ lại một bức họa của Picasso hay viết vài giai điệu mới của John Lennon chăng? Nhẹ nhàng hơn, diễn viên Julie Ann Emery cho rằng đội ngũ sản xuất có thể tái hiện lại hình ảnh của James Dean, nhưng khó lòng mô tả được khả năng diễn xuất của nghệ sĩ quá cố. Cô cũng cho rằng quyết định của hãng phim sẽ mở ra một tiền lệ xấu trong tương lai, khi người đã khuất có thể bị lạm dụng hình ảnh. Lindsay Roman, biên tập viên của trang Nerdist, viết trên trang cá nhân, đây là một trong những điều đáng sợ nhất từng xảy ra. Mặc dù vậy, gia đình của nam nghệ sĩ quá cố lại rất ủng hộ cách làm phim của hãng Magic City. Nhà sản xuất Anton Ernst nhấn mạnh rằng, chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi gia đình của James Dean ủng hộ và bằng mọi giá, chúng tôi sẽ đảm bảo di sản của ông ấy, một trong những ngôi sao tuyệt vời nhất mọi thời đại. Gia đình ông ấy coi bộ phim này như là bộ phim thứ tư của James, một bộ phim mà nam nghệ sĩ không còn cơ hội đóng. Chúng tôi sẽ không làm cho người hâm mộ của ông ấy thất vọng. Dù có thế nào thì James Dean vẫn là một trong những cái tên để lại ấn tượng rất lớn trong lòng khán giả. Nhiều người khẳng định nếu ông không ra đi sớm, rất có thể Hollywood đã rất khác, vì hiếm ai có được sức ảnh hưởng lớn như nam diễn viên ở độ tuổi ấy. Sau tất cả, hình tượng bad boy nổi loạn của James Dean có lẽ vẫn là một trong những hình tượng cá tính nhất trên màn bạc trong hiện tại và cả tương lai. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha.